Hãy tham gia chương trình Radian an toàn phần nông sản Việt với 3 quyền lợi cùng cơ hội nhận về hơn 30.000 giải thưởng hấp dẫn. 1. Bảo vệ chuồng xanh, tích điểm để nhận ngay thẻ cào. 2. Hãy trở thành chiến binh xanh, giới thiệu người sử dụng Radian để nhận thẻ cào điện thoại. 3. Tích lũy mã số, cùng Radian săn quà liền tay với cơ hội trúng 1 xe Vision phiên bản đặc biệt, 2 xe Way Alpha, 20 điện thoại Samsung Galaxy A13 và trên 300 giải thưởng giá trị khác. Tải app, quét mã, tham gia chương trình Radian an toàn cộng đồng sản Việt với hàng chục ngàn giải thưởng hấp dẫn từ tập đoàn Lộc Trời và Corteva.